Chào tất cả anh em. Mình lại tiếp tục lên cho anh em về cái mặt hàng cuốc chim phá đám mini của hãng Hát Mỹ. Thì hôm qua được anh em ủng hộ khá là nhiều. Từ giờ còn được mấy cây cuối cùng, mình lên nốt cho anh em. Có những anh em chưa được thấy thấy bài mình đăng thì lần này mình làm tiếp bài để gửi đến anh em. Nói về cái cây cuốc chim phá đám mini của hãng Hát Mỹ này, phải nói nó là một siêu phẩm. Một cái mẫu cuốc phải được anh em cực kỳ yêu thích vì nó thiết kế đẹp, nó đẹp đẹp vô cùng. Đây là một cái mẫu cuốc chuyên dụng để anh em ta đào trậu đất trồng cây trong vườn, đào gốc cây rồi anh em đi phượt. Tổng thể thì cái mẫu cuốc chim này nó thiết kế đặc biệt là cái lưỡi phá đá chuyên dụng. Nó thiết kế để mà anh em đào nó không bị dính lưỡi. Quá trình gặp địa hình mà đất đá là anh em nó có cái phần máu nó nhô lên thế này, anh em dùng để nó nạy giống như một cái đòn bẩy, nó giúp anh làm tơi đất đá ra rất là dễ dàng trong việc đào cuốc. Thì cái thiết kế thì cái cán nó dài 37 phân, lõi sợi thủy tinh. Loại cán này là bao anh em làm sao mà gãy, nó cho xe tải cán cũng không gãy đâu, chất lượng cực kỳ, cán này nó siêu bền. Thiết kế thì cái đầu cuốc của nó là cái đầu cuốc loại chống tuột lửa nha anh em. Thiết kế nó rất là độc đáo, có nghĩa là cái khi hãng nó đóng cái cán vô thì cái phần cán này nó to hơn so với cái phần lưỡi cuốc, nó giúp cho nó giữ chặt cái lưỡi cuốc lại. Anh em có xeo này đào cỡ nào nó cũng không có bị rớt cái lưỡi ra. Thiết kế này rất là đặc biệt, cần thiết cho anh em sử dụng lâu dài. Tổng thể thì nó thiết kế tay cầm cao su chống tuột, thiết kế có móc treo tiện dụng giúp anh em khi sử dụng xong treo lên rất là sạch sẽ. Hàng chuẩn của Mỹ sản xuất nha anh em, đó, anh em cứ yên tâm về chất lượng đi. Lưỡi của nó thì nó dài 25 phân, cái độ cao nó 25 phân đó anh em. Bản lưỡi của nó thì nó rộng 6 phân, dài 6 ly. Nó đúc rất là đẹp, anh em xem kỹ cái lưỡi cuốc của nó, đúc cực kỳ đẹp, xuất sắc không có gì nữa mà chơi. Nói là cái cây cuốc chim này nó đẹp vô cùng, hàng thì rất là hiếm, rất lâu rồi mới gặp lại nó. Gần mấy năm rồi mình mới gặp lại được mấy cây cuốc như thế này thôi. Thì tổng thể thì nó nặng 1 kg, rất là phù hợp cho tay anh em, rồi cả chị em phụ nữ cũng đều sử dụng được hết luôn nha anh em. Nó không quá nặng, 1 kg rồi cực kỳ đầm tay. Thì cái cây cuốc chim mini của hãng phá đá của hãng Hát Mỹ này mình bán với giá là 380.000, chi phí vận chuyển 1 cây. Đó, hàng đẹp len ken sợ beng, đợt này hàng về rất là đẹp, trên 95% hầu như chưa hề sử dụng. Rồi anh em nào quan tâm cái cuốc chim phá đá mini của hãng Hát Mỹ này thì liên hệ, còn có vài cây nữa là hết hàng rồi nha anh em. Anh em nào nhanh tay thì liên hệ, chứ hàng này khi mà có tiền là lại cũng không mua được, tại vì nó hiếm hàng lắm, ít khi nó về lắm. Rồi xin cảm ơn anh em, xin kết thúc video tại đây.